Những tụ điểm như thế này thường sẽ có một lối đi riêng và được kiểm soát. Người lạ sẽ chú ý. Nghĩa là hung thủ phải là người quen. Người hợp pháp. Hợp pháp phải trong nhóm người đã bao riêng quán bar tối qua. Hiểu rồi, cứ sàng lọc là ra đối tượng. Thời gian và nguyên nhân tử vong. Thời gian tử vong trong khoảng 23 giờ 30 phút đêm hôm trước đến 1 giờ sáng. Trước khi chết, nạn nhân có dấu hiệu quan hệ tình dục và sử dụng ma túy. Còn về nguyên nhân cái chết, chúng ta sẽ phải đưa nạn nhân về trụ sở để mổ tử thi và xét nghiệm sinh hóa thì mới xác định rõ ràng được. Sao thế? Vẻ mặt này nhìn quen quá nhỉ? Sở dĩ tôi tồn tại được tới bây giờ là do chúng tôi nói không về ma túy đấy ạ. Đây là sự việc lần đầu tiên xảy ra trong quán tôi, cho nên tôi phải báo cáo với các anh ngay đấy ạ. Ai là người thông báo sự vụ cho anh? Thằng Điều, làm bartender. Cậu ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra cái xác à? Không, thằng Bình, nó là người trực tiếp phục vụ cho khách VIP. Mà kể cũng lạ, nó không có nhiệm vụ gì, tại sao lại vào phòng VIP dọn dẹp nhỉ? Em chỉ biết anh Bình làm quản lý thôi. Bình là người như thế nào? Em ít tiếp xúc nên em không rõ lắm. Tối qua quán mất điện lúc nào? Sao anh biết ạ? Mất điện lúc mấy giờ? Tầm hơn 12 giờ, lúc khách đang chơi thì mất điện. Đến lúc có lại thì quán không còn ai. Kể cả khách ở trong phòng VIP à? Vâng. Nguyên nhân mất điện thì sao? Em cũng không rõ. Ai là người phụ trách phần điện đó? Vẫn là anh Bình ạ. Hôm qua, khi nạn nhân còn sống, ở quán có xảy ra chuyện gì không? Còn đưa đến gây rối. Thôi rồi, để tao tính đã, xem như nào. Em là sao đây? Em đau bụng thôi. Hôm qua ấy, sau khi gây chuyện, thằng Vương nó có làm gì em không? Nó đánh em. Rồi sao nữa? Khá đấy. Phần thưởng của em. Anh cảm ơn ạ. Em cứ được việc như thế thì có phải là ngoan không? Anh Tiến.